Ít ai ngờ nhà thơ nổi tiếng Hàn Bạc Tử là người Công giáo. Thành Long mến chào cộng đoàn và chào các bạn trẻ. Hầu hết chúng ta khi trải qua 12 năm dưới mái trường, chúng ta đều từng nghe và học về các tác phẩm của nhà thơ Hàn Bạc Tử như Đây Thôn Vị Dạ, với khổ thơ nhiều người nhớ tới. Mơ khách đường xa, áo em trắng quá nhìn không ra, ở đây sương khói mờ nhân ảnh, ai biết tình ai có đậm đà. Tuy vậy, là học sinh người Công giáo, khi cấp sách tới trường, chúng ta ít biết ông là người Công giáo. Trên trang Facebook, chiến sĩ Chúa Kitô chia sẻ bài viết tưởng nhớ cố thi sĩ Hàn Bạc Tử. Ít người biết Hàn Bạc Tử là một thi sĩ Công giáo. Nhà thơ tài hoa bạc mệnh, sinh trưởng trong gia đình đạo hạnh. Ông là gương mặt tiêu biểu của phong trào thơ mới từ năm 1932 đến năm 1945, người mà Chế Lan Viên ưu ái nhận định, mai sau những cách tầm thường, mực thước kia sẽ biến tan đi và còn lại của cách thời kỳ này, chút gì đáng kể đó là Hàn Bạc Tử. Đi qua năm tháng, thơ của Hàn Bạc Tử sống trong lòng các thế hệ đam mê văn học. Hàn Bạc Tử sinh năm 1912, mất năm 1940, tên thật là Nguyễn Trọng Chí. Ông được rửa tội tại nhà thờ Tam Tòa, tên thánh là Piri, tức Ferro Francisco. Sinh ở làng Mỹ Lệ, huyện Đồng Lộc, tỉnh Đồng Hới, nay là Quảng Bình, trong một gia đình Công giáo nghèo, cha mất sớm. Thuở nhỏ, sống và học tiểu học ở Quy Nhơn, học trung học ở Huế, sau làm ở sở Đặc Điền, bị thôi việc vì đau ốm. Năm 1934 đến năm 1935, theo thúc tề vào Sài Gòn làm báo, viết báo công luận, phụ trách trang văn báo Sài Gòn, về sau trở lại ra Quy Nhơn. Năm 1936 bị mắc bệnh phong, phải vào nhà thương Quy Nhơn và qua đời ở đó, hướng dương 28 tuổi. Nguyễn Trọng Chí làm thơ từ năm 15 tuổi, lấy hiệu là Phong Trần rồi Lệ Thanh. Đến năm 1936, khi chủ trương ra phụ trương báo Sài Gòn mới đổi hiệu là Hàn Bạc Tử, sau ông đổi lại thành Hàn Bạc Tử. Ông được Phan Bộ Châu giới thiệu bài thơ Thức Khuya của mình lên một tờ báo. Thơ của Hàn Bạc Tử mang nhiều hình ảnh Công giáo, Đức Maria, các thánh, thể hiện niềm tin và lòng sùng kính khôn tả. Mời cả nhà thưởng thức. Tấu lạy bà đầy ơn phước, cho tình tôi nguyên vẹn tựa trăng rằm. Thơ trong trắng như một khối băng tâm, luôn luôn gieo trong hồn, trong mạch máu, cho vỡ lở cả muôn ngàn tinh đầu, cho đêm mê âm nhạc và thanh hương. Chim hay tên ngọc, đá biết tuổi vàng, lòng phô chúa cũng như lòng Lê Thứ, sẽ ngây ngất bởi chưng thơ đầy ý, nguồn thiêng liêng yêu chuộng mẹ sầu bi. Trích từ Thánh Nữ Đồng Trinh. Thi sĩ cũng là người đã cảm nhận sâu sắc kinh kính mừng nên đã có bài thơ ca ngợi Đức Mẹ như sau: Hỡi sứ thần Thiên Chúa Gabriel, khi người đến truyền tin cho Đức Mẹ, người có nghe xôn xao muôn tinh tú, người có nghe náo động cả nước trời, người có nghe thơ mầu nhiệm ra đời để ca tụng bằng hương hoa sáng láng, bằng tràng hạt, bằng sao mai chiếu rạng, một đêm xuân là rất đỗi anh linh. Trong cuộc đời ngắn ngủi, nhà thơ đi nhiều nơi sinh sống, sáng tác. Sau Hiệp định Geneva năm 1954, những người tín hữu họ giáo Tam Hòa, nơi ông sinh ra, cũng rời bỏ quê hương, bản quán. Nhà thờ cổ bị chiến tranh tàn phá. Trong hành trình di cư vào bên kia vĩ tuyến, dân Tam Hòa gánh theo tên xã, tên làng, tượng chúa, tượng mẹ. Tại Đà Nẵng, một giáo xứ khác được thành lập mang danh Tam Hòa, là miền đất mới của các giáo hữu di cư cho tới ngày nay. Xứ đạo này hiện có hơn 3.000 giáo dân, 5 giáo họ. Tại nhà thờ này còn lưu giữ tượng Đức Mẹ được các tiền nhân Tam Tòa mang theo trong cuộc di dân vào thập niên 1950 và quyển sổ rửa tội của nhà thơ Hàn Bạc Tử, với hàng chữ nghiêng đều nét, cũ kỹ trên nền giấy ngà vàng. Xin cảm ơn cố thi sĩ Hàn Bạc Tử thật nhiều. Chắc chắn với tấm lòng sùng kính Đức Maria như vậy, ông sẽ được Chúa đón vào nước trời. Cộng đoàn có cảm xúc gì bình luận nhé.